Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xây Nhà Online, review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì hôm nay Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà ngay đường Phan Văn Trị, nhà 3 tầng mà giá chỉ có 3 tỷ 2 thôi nha. Thì hiện giờ là Thắng đang đứng ngay mặt tiền đường Phan Văn Trị và ngay cái ngã ba giao nhau với lại đường Nguyễn Văn Đậu nè mọi người. Đó, đường Phan Văn Trị là một trong những tuyến đường lớn của quận Bình Thạnh nha. Thì như thấy không, xe đi lại rất là tấp nập luôn. Thì Thắng đang đứng ngay là hẻm này là hẻm 246 Phan Văn Trị. Bây giờ là Thắng sẽ đi vô trong hướng dẫn đường vào và quay hết căn nhà cho mọi người cùng coi nha. Thì bây giờ Thắng đang chạy hướng dẫn đường vào cho mọi người cùng coi nè. Đó, thì nhà chúng ta chỉ cách mặt tiền đâu đó là khoảng chừng là 40-50 mét thôi, chứ không sâu lắm đâu. Chúng ta chỉ việc đi thẳng thôi. Đó, thì như mọi người thấy là nhà trong đây là đa số là xây dựng khoảng chừng là 3-4 tầng thôi nha mọi người. Đó, chúng ta chỉ đi qua một cái chỗ này nó hơi nhỏ tí xíu nhưng mà vẫn đi rất dễ dàng nha. Đó, thì đi tới đây là chúng ta sẽ gặp cái nhà hôm nay sẽ quay nè mọi người. Và đây là căn nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. Thì nhà này có cái địa chỉ là 246/38 Phan Văn Trị, phường 12 quận Bình Thạnh nha. Đó, thì đây là cái đường trước nhà nè. Thì đường trước nhà là đi được khoảng chừng 2 chiếc xe máy nha mọi người. Đó. Và nhà mình có kết cấu là 2 lầu và tông chủ đạo là màu vàng và màu trắng nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vô bên trong nhà mình quay cho mọi người coi. Thì nhà mình có một cái bề ngang á, diện tích đó, bề ngang là 4m75, bề dài là khoảng chừng 3m7, nở hậu ra là khoảng chừng là 6m. Đó. Và giá đang kêu á là 3,2 tỷ nha. Đó, đây là cái khu vực xung quanh nhà. Nhà thì nằm cửa ngang. Đó, đây là khu vực xung quanh nhà nè. Là nhà không gian mở là đi thẳng xuống dưới bếp luôn nha mọi người. Tông chủ đạo bên trong á là màu xanh, màu trắng và màu vàng. Đó, trần thì đổ khoảng 3m tới 3m4 và có đổ la phong hộp đèn nha. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ quay xuống cái khu vực dưới bếp cho mọi người nha. Thì cầu thang là nằm ở kế bên cửa chính luôn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuống cái dưới cửa cầu thang dưới bếp cho mọi người coi. Thì có một cái vách ngăn giữa cái chỗ phòng khách ở trước và cái bếp nha. Đó, và đối diện bếp sẽ là cái toilet. Thì nhà đang có người ở cho nên là đồ để hơi nhiều xíu, mọi người thông cảm nha. Đó, đây là cái khu vực ở dưới bếp nè. Đó, khu vực dưới đây là chúng ta để cái máy giặt được nha mọi người. Và chúng ta có thêm một cái cửa sổ hông nhỏ đó nữa. Bếp thì là cũng đầy đủ cái tiện ích nội thất cơ bản nè, như là tủ và tủ đồ để đồ, và bếp là làm bằng đá hoa cương. Đó, cái chỗ này chúng ta cũng có chừa một cái chỗ để mà làm máy hút mùi nha mọi người. Thì bây giờ là Thắng sẽ đứng trong góc, Thắng quay hết một vòng xung quanh nhà ở dưới trệt cho mọi người coi nha. Đây là cái khu vực nở hậu nè, ra 6m đó. Còn đây là xung quanh nhà nè mọi người. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên tiếp cái khu vực trên lầu 1 mình quay cho mọi người coi nha. Thì là cầu thang là được lót đá hoa cương, tay vịn thì bằng gỗ và được lót kính cường lực nha. Và ở bên hông cầu thang á thì là có một cái cửa sổ nè để lấy ánh sáng mặt trời nha mọi người. Đó, làm lấy không khí thoáng hết cả nhà luôn. Còn bây giờ đây là cái khu vực ở trên lầu nè. Thì trên lầu là mình thấy là phân ra làm hai khu. Thì mình sẽ quay cái khu bên phải trước cho mọi người coi nha. Đó, thì cái khu bên phải như chúng ta thấy thì ra khu vực toilet. Thì toilet là được thiết kế như cái phần mà nở hậu á mọi người, cho nên rất là rộng và thoáng luôn nha. Đó, nói chung là không gian của toilet như vậy rất là rộng nha mọi người. Còn đây là cái phía bên tay trái là cái khu vực phòng ngủ nè mọi người. Mình sẽ quay khu vực phòng ngủ mình coi. Đây. Đó, phòng do đồ ở dưới để nhiều quá cho nên mọi người có cảm giác là chật. Nhưng thực ra là cái diện tích sử dụng rất là tuyệt vời nha. Ở đây chúng ta có thể để được một cái giường nè. Đó, hoặc là trong góc chúng ta để được một cái tủ quần áo nữa và bàn làm việc nữa. Và ở đằng đó là chúng ta có một cái ban công bên ngoài nữa nha mọi người. Đó. Nói chung là trong phòng là chúng ta có thể để được đầy đủ hết tất cả các thiết bị nội thất cơ bản luôn nha. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên tiếp cái khu vực lầu 2 mình quay cho mọi người coi nha. Đây là khu vực lầu 2. Nè, như mọi người thấy không? Là giữa hai lầu á là lúc nào cũng có một cái cửa sổ để mà lấy ánh sáng hết nguyên một căn nhà luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu 2 mình quay cho mọi người coi. Đây. Đây là khu vực lầu 2. Đó, thì bên phía bên tay phải cũng là khu vực toilet nha mọi người, nhà vệ sinh, diện tích cũng không gian cũng khá là rộng. Còn đây là cái khu vực mà phòng ở còn lại nè, thì thiết kế cũng khá giống như ở dưới nha mọi người.
Nó thiết kế là y chang dưới luôn. Chỗ này là chúng ta có thể để được tủ quần áo. Đó, ở đây là để được một cái giường. Đó. Và kia là cái khu vực ban công ở bên ngoài nè mọi người. Thì mình sẽ quay ở bên ngoài cho mọi người coi nha. Đó. Đây là cái đường trước nhà của chúng ta nè mọi người. Thì vừa rồi á, Thắng đã dẫn các bạn đi tham quan hết một vòng ngôi nhà rồi nha. Thì có hướng dẫn đường vào và quay kết cấu bên trong ngôi nhà. Thì nhà mình có một cái diện tích đó, bề ngang là 4m75, bề dài là khoảng chừng 38, nở hậu ra là 6m. Đó, và kết cấu là 2 lầu. Thì nhà mình là ở ngay hướng Tây Bắc nha mọi người. Thì mặc dù là thuộc Tây Tứ Trạch nhưng nhà là không bao giờ bị dính nắng nha. Đó, tại vì mặt trời là không bao giờ lặn ở hướng Bắc cả. Thì cái giá chủ nhà đang kêu á là giá 3,2 tỷ. Và cái giá này vẫn còn thương lượng. Thì một trong hai góc bên đây nè, Thắng sẽ để cái hình sổ lên cho mọi người xem. Và ở trên góc bên đây á, Thắng sẽ để số điện thoại của chị chủ nhà, đó là chị Minh. Mọi người gửi liên hệ trực tiếp với chị ấy nha. Tôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay, cho mình xin một like, một share, một subscribe, để mình có động lực mình sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye cả nhà.